Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với lý tiếp theo của kênh mua bán mấy củ quả cũng như lắp đuôi tôm chạy mát cắt cỏ của mình ha. Thì mình cũng mới vừa hoàn thành cái con Gabit 68 ly. Trong clip mình test con thỏ su 750 đó, mình cũng giới thiệu sơ lược của nó ha. Thì cái con này thì bây giờ cũng đã có anh em đặt rồi, đặt cọc cho mình xong. Thì con này làm rất là mau thôi, tại vì cơ bản thì ban đầu cũng đã dọn vệ sinh xong hết rồi. Thì hồi sáng mình chỉ việc gắn cục đề với gắn phần công tắc đề sạc thôi, hoàn thành ha. Thì mình quay clip này cho anh khách ảnh xem cũng như anh em có clip đi coi luôn. Thì có thể là mai hoặc là mốt mình sẽ đóng thùng mình gửi luôn ha. Thì anh này anh cũng mới chơi thôi, thì mình phải hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cho ảnh, cách pha nhớt đồ này kia luôn. Thì nếu như anh em xem clip này thì anh em nào biết rồi thì thôi ha, để cho anh số anh em thì chưa biết để xem cái phần này. Đó là cái phần nó rất là quan trọng á, thì nó ảnh hưởng đến cái máy, công suất cũng như là cái chất lượng khi mình sử dụng lâu dài như thế nào luôn. Thì cái này phải nói rõ. Thì con thông số con này số anh em cũng đã biết rồi, về anh đó thì có thể anh cũng mới biết đây thôi, còn mình tại mình cũng nói về thông số cho anh biết, anh coi chọn phù hợp với công suất với cái thiết kế của anh thôi. Thì con này con Gabit 68 ly ha, thì dung tích chính xác là 508 cc, công suất khoảng 37 HV ha. Thì vòng tua không tải nó thì mình đo bằng cái đồng hồ thổ su là khoảng 6800 nha anh em. Thì cái tua cục IC zin nó là vậy. Thì nếu anh em như lên IC độ đồ này kia, mà không phải gọi IC độ, nó IC xong đa thì có thể lên được thêm vài trăm vòng nữa ha, 7000, 7000 trên 7000 gì đó tùy. Cái đó thì chừng nào độ nó sẽ lên thêm thôi. Thì về cái vòng tua có tải theo cái máy á, thì khoảng 5100 nha anh em. Thì cái đó là nhà sản xuất người ta để, thì mình chỉ biết như vậy thôi. Thì đó là những cái phần cơ bản và thông số của máy. Tiếp theo thì đó là phần pha nhớt đây. Thì cái con này thì đa phần tất cả những con máy chữa cháy á, thì đa phần nó là nhiều nhất là hai, tỷ lệ pha của nó là 31, nhưng ở đây thì mình khuyến khích cho anh em thì máy cũ rồi thì nó cũng đã tầm khoảng 10 từ 15 20 năm trở lên ha, mấy những con máy như thế này thì anh em nên pha tỷ lệ là 25:1 ha, tức là 25 lít xăng 1 lít nhớt. Thì trong các clip trước mình cũng đưa công thức cho anh em để anh em chia ra cái phần xăng với phần nhớt theo cái công thức để anh em đông cho nó chính xác á, nó không có bị dư hay bị thiếu đó. Thì anh em cứ lấy số lít xăng mà đông được đó, anh em chia cho 25 đi thì nó sẽ ra không phải mấy lít. Đó là lít, là lít nhớt ha. Anh em sẽ đổi cho phần sang ml là anh em tự đông cho chính xác thôi là được rồi. Thì đó là thêm phần cái cách pha. Thì con này là con máy hai thì, nó là mát bằng nước. Thì anh em phải có nước làm mát khi hoạt động mới được. Nếu trường hợp mà anh em xài thì anh em nên chú ý nha. Thì mình chạy thì khi mình sử dụng thì mình phải coi cái nước nó có lên hay không, nó có ra hay không, hay là nó ra mạnh ra yếu gì đó mình phải kiểm tra. Chứ không có gọi là cắm đầu cắm cổ chạy thì nó không lên nước dễ nhiệt được, thì nó nóng nó dễ rất là dễ bị hư nồng bê tông nha, hư bạc này kia đó. Thì nếu anh em biết xài thì xài nó rất là bền thôi. Số anh em mình chơi thì lắm như gọi là bị ông thủy bà quả gì hành vậy, thì cứ máy đem xuống sông chạy chút xíu có chuyện à, cái đó là giống như nó bị liền quyền hay sao đâu, mình cũng gành đó. Thì tại vì mình cũng kể cho anh em nghe luôn, thì trước mình cũng quen anh bên Kiên Giang, ảnh cũng chơi ham đam mê mấy con máy này lắm. Ảnh chơi 4 con máy cứu quả rồi, thì một con 76, hai con 72, một con 68, thì 4 con đều banh hết à, rồi phải đem đi những chỗ mà ảnh chiên sửa cái đó đó, ảnh khôi phục lại. Thì ảnh có thêm một con EC25 nữa, thì con đó mình bán cho ảnh luôn. Thì hầu như là ảnh đem con nào xuống chạy chút xíu là đều hư hết, không hư cái này cũng hư cái nọ à, đủ thứ chuyện hết trơn. Anh nói giống như ông cậu gì không cho chạy dưới sông, cậu gì dưới nước đó mình cũng gành đó. Thì tại vì cái từ địa phương thì mình cũng không biết. Thì chủ yếu clip nào mình chia sẻ anh em cái phần đó thôi. Thì sau một thời gian nó hành ảnh có một tháng mấy hai tháng gì đó, mình cũng lâu quá cũng quên này. Thì bây giờ anh đã chạy ngon lành rồi. Thì con cái con Gabit 76 thì anh đặt trong cano, còn hai con 72 thì làm đuôi tôm á, con 68 làm cái gì mình cũng không để ý nữa. Thì bây giờ tất cả đều ổn thỏa rồi. Thì anh đi cái quãng đường thường thường tầm là khoảng một quận là khoảng 50 km nha anh em, chạy liên tục á, chạy 50 km luôn, nó đi về thoải mái này, giờ không có vấn đề gì hết. Thì cái đó là quá trình anh trải qua, thì tới cuối cùng nó mới đạt cái hiệu quả là đáp ứng cái đam mê cho anh. Thì ban đầu nó cũng hành dữ lắm. Số anh em chơi con này nếu không biết thì có thể rất dễ bị hành nha. Thì đặc biệt là những anh em mới chơi á, thứ nhất á là mới chơi, thứ hai là không biết gì luôn, có nghĩa là mù tịt về những con máy hay thì chơi rất là dễ bị hành ha. Với lại một số anh em là muốn nó rẻ hay là sao đó, anh em mua những cái con máy mà đã sử dụng rồi của anh em nào chơi rồi đó,
thì hoặc là anh em tự đến bãi để mua những con máy về mình tự mình nghiên cứu mày mò thì khả năng ăn hành là 100% ha. Thì cái đó thì số anh em cũng gọi là mày mò thôi, mình thì cũng không nói gì, nhưng mà khả năng ăn hành thì rất là cao luôn, hầu như là từ 90% trở lên. Tại vì anh em không có kinh nghiệm để lựa chọn, thường thường chọn những con máy tàu lá nát bét hết trơn rồi. Hầu như là xài rất là nó không được êm. Máy móc rồi này kia nó không có được ngon nữa rồi. Nên anh em chơi nó không có được êm và nó không thỏa mãn được cái đam mê của mình. Thì hà anh em chịu bỏ tiền ra để mua những con máy làm sẵn, như mình làm sẵn này kia, thì mình làm hoàn chỉnh hết cho anh em rồi. Hoặc là anh em mua những chỗ mà người ta cũng bán nhưng mà ta không làm sẵn cho anh em đâu, ta chỉ vệ sinh cho sạch sẽ, ừ bao nổ thôi, không gắn đề sạc cho anh em về tự giải quyết hết. Thậm chí nó không có luôn công tắc đề nữa, không có công tắc máy luôn nữa, chịu lưỡi luôn. Thì anh em mua về anh em phải tốn thêm một mớ nữa cũng vậy thôi, tùy anh em. Nên anh em thích xài sao xài, còn mình canh sẵn. Nếu có nó dư thiếu gì xíu thì có thể hỏi mình hướng dẫn thêm cho anh em, để anh em làm lại chỉnh sửa lại xíu là có thể hoạt động được rồi. Còn anh nào mà tự mò thì có gì thì bị hành thì cũng gọi là như rút kinh nghiệm đi. Cái đó thì phần đó thì mình chỉ nói sơ lược vậy thôi á. Thì đó là những phần cơ bản này, cũng như mình chia sẻ anh em về một số anh kia anh bị hành những con máy đó, thì bây giờ cũng ổn định rồi, cũng mừng. Để cho anh em chơi được ổn định thì mình còn mừng nữa, mình khỏe nữa, khỏi hỏi mình, khỏi đỡ tốn thời gian mình thêm nữa. Khi anh em chơi có trục trặc thì cũng phải hỏi thôi, điều đó tất nhiên. Nhiều khi số anh em cũng gọi là hiểu biết về công việc của mình khá là bận, thì nhầm khi cũng muốn hỏi việc thì phải hỏi mình trước, ừ có bạn hay không, có rảnh hay không, tư vấn giùm xíu, thì mình cũng vui vẻ đáp ứng cho anh em thôi. Vậy nói chuyện tất nhiên thì chủ yếu mình chia sẻ kinh nghiệm để anh em biết chơi con máy cho nó phù hợp thôi. Thì đó là những phần cơ bản để mình giới thiệu về con máy cũng như là hướng dẫn cách sử dụng như pha nhớt làm mát này kia. Thì phần tiếp theo vẫn là test nổ thôi. Thì con này thì cái hình thức nó thì nói chung là nó cũng không gọi là đẹp, chỉ cũng gọi là ok thôi. Ốc rồi nó không có vàng nhưng mà nó cũng không có sét nè. Quay sơ lược anh em coi nè. Con này thì nòng bê tông thì cái nòng đằng sau này nó hơi xước thôi, nó xước nhưng mà nó không có cộm tay, và cái nòng trước thì còn đẹp ha, cái nào mình nói rõ thôi, mình không có giấu giếm gì cả. Nhưng mà dàn hơi thì rất là đồng đều, chạy ok, mình đã go đây rồi. Rồi những con máy thế này thì còn ok, cũng gọi là chạy chơi cũng ngon được. Nhưng còn những con máy mà nó bị xước mà nó nặng quá, anh em gờ mà nó cộm tay nhiều á, với lại nó bị lõm á, đặc biệt là bị lõm bạc, là cái đó là chạy là hầu như là nó không được ngon nữa rồi. Có thể bị đổ hơi, nhưng mà hay thì đổ hơi nó cũng không có ảnh hưởng nhiều như bốn thì đổ hơi một cái là khói u minh luôn ha, đó là khá là khó chịu. Hai thì nó dễ hơn rất là nhiều, mình cũng nói hoài mà số anh em thì nói hai thì nó khó chơi, mình thì thấy nó dễ chơi là lần khác nữa. Thì con này thì những thằng phần này máy đều dương nguyên zin ha, mình không có thay đồ lặt bậy bạ gì vô ha, mô bin sườn IC đồ zin hết, có cục IC mình sơn lại màu xanh thôi. Sẵn mình thử nước sơn á, tại vì mình mua một thùng nước sơn thì mình thử thử cái gì cần sơn mình phải thử cái mới được, mình biết cái màu ra sao. Ở đây thì mình vắn lắp cái công tắc có dạng chìa khóa on off, giống như mà cái con Toyota Su 750 đợt trước ha. Cái ổ khóa này nó rất là xịn sò, mình thích ổ khóa này lắm ha. Off nè, on nè, gạt qua là đề ha, buông ra nó trả lại nha anh em. Ở đây mình ưu ái cho anh chủ máy này một cái đó là cục đề. Thì ở đây mình xài cái cục đề của Shibora nha anh em. Cục đề này thì nó gọn hơn cục đề zin của nó. Cục đề zin của nó thì nó hơi nó có cái gờ lén chĩa gì nè. Khi anh em chế dàn cầu hay đặt cano này kia nó hơi bị vướng lắm. Thì ở đây mình ưu ái dành được cái chỗ này thôi. Chứ cái cục đề á thì mình thì nhằm khi cứ anh em cũng hỏi về phần cục đề nữa, mình thì cũng hết cục đề rồi. Khi còn cũng chia cho anh em xài, tại anh em số anh em mua chúng cái máy mà nó không có đề á, nó cũng hơi rất là cực. Thì mình có mình cũng chia cho anh em thôi, để anh em sử dụng kia nó khỏi giật nó khỏe, là anh em giật nó không cũng không có quen, giật rất là nặng. Còn mình thì mình giật quen thì thoải mái thôi á. Ở đây thì nó cũng còn hai cái bugi zin luôn theo máy á. Con này nói chung hầu như nó cũng còn zin. Rồi, thì mình sẽ quay lại cái phần test thôi. Đây anh em. Luôn này nghe thấy.
nền quá cho nó khô anh em ơi. Mới có bị sức mà hàng bugger không mà nó kêu dữ không biết. Nó kêu chỗ khúc này nè. Lúc trước mình test ra nè. Nó sức bugger chỗ này luôn nha. Mình hàng đi tùm lum dấu hết trơn nè. Nó mới chắc nè. Xét hết trơn rồi, một hết. Mấy cái bánh xe này mình thay cũng nhiều lần nha anh em. Mấy bánh xe này nè, mình test thời gian là hầu như là nó hư hết trơn luôn. Nó bể bi hết trơn. Hoặc nó gớt bi ngoài từng cục luôn. Mình phải thay cái bánh xe khác. Tại vì để mình đẩy tới đẩy lui chứ mình bưng lên thì nó không có được lắm. Khá là nặng. Nặng ở đây do mình cũng yếu thôi, mình cũng không có bưng mấy con này mình lên cũng khó lắm. Cũng không nặng nhiều nhưng mà mình bưng không nổi. Chứ mình đẩy bánh xe cho nó dễ thôi. Thì con này ok rồi, tất cả đều mọi thứ đều hoàn chỉnh rồi ha. Chỉ yếu mình quay clip này xong là mai hoặc là mốt mình gửi cho. Thời tiết bây giờ cũng khá là nó thất thường quá, rồi kết hợp thêm mà dịch bệnh nó cũng hoành hành quá nhiều ở khu tỉnh này tỉnh nọ tùm lum. Rồi chốt những cái chốt mà tỉnh á, thì người ta kiểm soát cũng khá là chặt chẽ để hạn chế việc lây nhiễm đồ này kia đó. Thì máy móc về cũng rất khó luôn. Hầu như là mình cũng bây giờ mình cũng hết máy, còn con thôi su 750 thôi. Thì nếu anh em nào muốn chế cano mà lớn lớn tầm khoảng 6m gì đó, lái rộng 1m2 m3 gì đó, thì anh em có thể chế con đó gì nó phù hợp ha. Thì anh em nào cần thì có thể liên hệ với mình để mình gửi clip test cũng như là hình ảnh về con máy đó cho anh em nào cần á. Mình bán được cái con máy này cho anh chủ máy này thật ra nó cũng không có đơn giản. Anh cũng này nọ với mình quá thôi, mình cũng chia sẻ vậy thôi chứ không có đơn giản nha anh em. Mua bán mình khi thật sự á, thì mình cũng không phải gọi là ta hay nói gọi là phải chiều chuộng khách hàng này kia, còn mình thì đơn giản lắm, ai cần thấy chơi được chơi thôi chứ mình muốn bận tâm phải chiều chuộng ai cả. Tại vì anh em cần thì mình đáp ứng thôi, mình không đáp ứng được thì thôi chứ không có gì. Chứ công việc mình nhiều quá, nếu như mình tối ngày mình đeo thêm một khách một chừng nào mình con xong mới xong công việc mình chứ. Thì anh em cũng phải hiểu phần đó, ai cũng phải bận công việc hết. Ai kiếm ra đồng tiền cũng cực khổ. Đâu phải anh em thấy mình test con máy ngon lành gì là đơn giản gì. Mình phải vệ sinh, mình tháo vệ sinh tùm lum hết trơn, gọi những con máy mà nó cực kỳ dơ nữa. Cực kỳ dơ phải rửa khi cả ngày trời chưa xong. Còn những con máy mà nó bự như tổ su 750 hay là khi rửa 2 ngày mới rồi. Nó quá dơ phải rửa kỹ vậy đó nó mới sạch nổi. Tại vì máy tầm mười mấy 20 năm hết trơn anh em nghĩ hình thức nó như thế nào. Mà những con mà còn đẹp là con đó là nó còn ở trong mát, ở trong những chỗ gọi là mát mẻ, ít bụi nó mới còn tươi thôi. Thật ra những con máy này á, chung quy á, thì người ta ít gắt ít xài, không ai mong đâu mà nhà cửa cháy mà hay gì sẽ cháy mà để sử dụng con này làm cái gì. Thì nên xài mấy con này rất là an tâm ở chỗ là máy nó rất là ít xài, thoải mái hơn. Nhưng mà do người ta để cái chỗ nó không có được sạch sẽ này kia rồi nó mới dơ rồi nó mới xuống thôi. Có những con máy rất là tiếc luôn, thì nó nồng bê tông cực kỳ đẹp nhưng mà đất bên ngoài nó không được đẹp, cũng không hoàn mỹ. Cũng phải chịu thôi, tại vì những con máy này ít xài thì nó phải người ta chăm sóc thường xuyên được mà phải chịu thôi. Nhưng mà mình thì mình chạy con máy mình đi vào ổn định thoải mái, ra biết 76 mình thì thường thường đi cái tour cũng tầm mười mấy 20 cây thôi, quần đi quần về tầm khoảng 3 ngoài cây chuẩn bị đi nữa. Nhưng mà trời mưa rồi không có đi được, mua thêm ít đồ gì đáp ứng số điều những cái anh cho anh em cần. Rồi sẽ khởi động lại ha. Nói thêm phần này cái nữa mình kết thúc clip luôn ha. Thì hai cộng dây đề này nó ngắn ngủn mà, thì mình chỉ để dành test máy thôi, mình không có gửi cho anh khách á. Thì anh khách chủ máy ảnh có thể là mua cộng dây đề dài hơn để gắn vô cho nó dài ra đằng đâu cái bình, câu cái bình cho nó dễ. Mình chỉ có hai cộng này để kế bên thế này, nó có khoảng gian ba nha anh em, hơn hai tắc xíu à, để mình test máy thôi chứ mình không có gửi hai cộng này cho anh ha. Nó ảnh về anh tự kiếm cái cộng dây đề dài hơn gắn vô á.
Thì đó ra tiệm mua thì người ta có bán cho nè, một cái code thì gắn vô nữa. Đây thì mình cũng hết rồi, mình không có mua, mua cũng không có luôn nữa. Nó hết là hàng luôn, nó về không có kịp. Rồi, clip mình cơ bản cũng bao nhiêu thôi. Clip mình cũng khá dài ha. Mình xin kết thúc clip mình tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo.